Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Yamaha Hương Quỳnh. Video ngày hôm nay mình sẽ đề cập tới báo giá sau Tết và quà khuyến mại mọi dòng xe của Yamaha tại showroom Hương Quỳnh. Với chương trình khuyến mại tặng như là mũ bảo hiểm, một móc khóa và một thảm lót sàn đối với dòng xe tay ga, hoặc là miễn phí thay dầu lần đầu, thì ngoài những chương trình quà tặng của đại lý, các bạn qua mua xe Yamaha ở thời điểm này, khi qua mua xe tại Yamaha Hương Quỳnh thì các bạn sẽ được lì xì 500k trực tiếp vào giá xe, cộng với những chương trình quay trúng thưởng may mắn của hãng Yamaha nữa. Chương trình hiện tại giá Exciter 155 ABS của phiên bản giới hạn có màu xanh GB và đen Monster giá sẽ là 54 triệu. Tiếp theo là phiên bản Exciter 155 ABS phiên bản cao cấp giá sẽ là 53 triệu. Và phiên bản Exciter 155 tiếp theo là phiên bản cao cấp không ABS giá sẽ là 50 triệu. Tiếp đến với phiên bản Exciter 155 của phiên bản tiêu chuẩn giá sẽ là 48 triệu. Đó là về giá của Exciter 155 của thế hệ mới. Với Exciter 155 của phiên bản 2023 giá sẽ là 49 triệu thôi các bạn nhé. Sẵn màu trắng ngọc trai, chiếc này là chiếc duy nhất, còn một chiếc duy nhất thôi các bạn nhé. Và như ở trên mình có nói đề cập là lì xì 500k trực tiếp vào giá xe, thì những giá mà mình đã báo ở đây sẽ tự động trừ 500k khi các bạn mua tại showroom Yamaha Thao Hương Quỳnh, nên các bạn có thể yên tâm. Về Exciter 150 của phiên bản giới hạn sẽ là giá sẽ là 45,5 triệu thôi các bạn nhé. Và phiên bản GC của 150 giá sẽ là 44,5 triệu. Tiếp đến là một dòng xe con tay đậm chất cổ điển, đó chính là chiếc XS155R. Mức giá hiện tại của màu đen bóng giá sẽ là 78 triệu 500. Và màu bạc sẽ là 78 triệu. Đó là xe côn tay. Về xe tay ga thì có Grande. Mức giá hiện tại với phiên bản giới hạn sẽ là 49 triệu 500. Và phiên bản đặc biệt sẽ là 49 triệu. Tiếp đến là một chiếc xe tay ga nữa, đó chính là chiếc Yamaha Novik 155 phân khối. Giá sẽ là 53 triệu 500. Tiếp đến là một chiếc xe tay ga nữa, đó chính là chiếc Yamaha Janus. Với phiên bản giới hạn sẽ là 30 triệu. Và phiên bản Janus cao cấp sẽ là 29 triệu 500. Và phiên bản tiêu chuẩn của Janus đó chính là cực kỳ rẻ, giảm xuống còn 25 triệu 800 thôi các bạn nhé. Về chiếc xe tay ga nữa, đó chính là chiếc Freego ABS giảm xuống còn 31 triệu. Tiếp tới dòng xe số của Yamaha, đối với chiếc BG1 có 6 màu sắc đồng giá sẽ là 33 triệu 500 thôi các bạn nhé. Tiếp đến là dòng xe số như là Sirius FI với phiên bản vành đúc phanh đĩa đang có mức giá là 24 triệu 500. Đối với dòng xe Sirius FI bản vành nan phanh đĩa là 23 triệu. Và đối với phiên bản Sirius FI vành nan phanh cơ sẽ là 22 triệu thôi các bạn nhé. Và Sirius chế thường đối với phiên bản vành đúc phanh đĩa đồng màu đồng giá sẽ là 22 triệu. Và đó là tất cả các dòng xe và giá xe tại Yamaha Hương Quỳnh. Tất cả các xe giá mà mình báo đã bao gồm VAT rồi, chưa bao gồm đăng ký và biển số các bạn nhé. Và có hỗ trợ tất cả các dòng xe, hỗ trợ trả góp với mức lãi suất là cực kỳ ưu đãi. Qua đầu năm thì tràn ngập, qua mua xe để được giá và quà khuyến mại ưu đãi và tốt nhất tại Bắc Ninh các bạn nha. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì hãy qua ngay địa chỉ Bãi Dé, Lộ Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh là có thể xem xe ạ. Video báo giá sau Tết và chương trình khuyến mại đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy để lại một like và một sub để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.